Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe hay độ xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay lại là một video Cường nói về chiếc xe Ford Everest Biturbo 2 cầu Full Option của anh Dũng ở ngoài Bình Thuận. Thì đầu tiên Cường xin cảm ơn anh Dũng rất nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Cường Auto và Sài Gòn Ford. Thì các bạn biết là thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại đang thực hiện theo chỉ định số 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì nó gần giống như là chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ vậy đó các bạn. Thì do cái tình hình dịch như vậy cho nên là Cường không thể mang chiếc xe này ra ngoài Bình Thuận để tận tay giao cho anh Dũng ở Bình Thuận, mà Cường chỉ có thể là giao xe bằng xe vận chuyển, thì có đơn vị dịch vụ họ vận chuyển ra ngoài đó rồi là giao cho anh Dũng ngoài đó, cho nên Cường không thể gặp trực tiếp anh Dũng để giao chiếc xe này và hướng dẫn anh sử dụng Ford Everest này. Thì Cường sẽ làm cái video này để hướng dẫn trực tiếp cụ thể trên chiếc xe Ford Everest Biturbo anh Dũng đã lên Full Option này. Để thông qua video này thì Cường gửi đến anh Dũng, thì anh Dũng xem xong anh Dũng có thể là làm quen với chiếc xe, biết cách sử dụng chiếc xe, thì khi nhận xe xong thì anh có thể sử dụng một cách bình thường mà không gặp ảnh hưởng gì quá trong quá trình sử dụng xe. Thì đó là Cường muốn gửi tới anh Dũng. Thì thông qua video này thì các bạn đang sử dụng Ford Everest thì cũng có thể là tham khảo video này để có thêm những cái kinh nghiệm khi mà chúng ta sử dụng xe. Cái video mà Cường hướng dẫn sử dụng Ford Everest thực ra Cường làm rồi, nhưng mà trên từng chiếc xe, từng quý khách hàng khác nhau thì có lên những cái option khác nhau, cho nên là nó cũng có hơi một chút cái sự khác biệt một xíu, cho nên là Cường muốn làm cái video cụ thể luôn, cụ thể chiếc này cho anh Dũng và các bạn mà lên những option giống như vậy thì các bạn cũng có thể là tham khảo video này. Thì trước khi Cường hướng dẫn sử dụng thì Cường sẽ điểm nhanh cho anh Dũng cũng như là quý khách hàng về chiếc xe này đã lên những option gì. Option đầu tiên là cam 360 độ, Việt hóa màn hình, camera hành trình G79, anten vây cá, vè che mưa, chống trời bật bước, phim cách nhiệt, đề nổ từ xa, gõ sơn sport, gập gương tự động, lót sàn 6D, phủ gầm, phủ ceramic và cảm biến chân ga các bạn. Thì cái video mà giới thiệu chi tiết về những cái món option trên chiếc xe này Cường sẽ làm một cái video riêng. Thì các bạn đăng ký kênh của Cường để xem chi tiết những option trên chiếc xe này nó sẽ như thế nào với cái gõ sơn sport và màu đen này. Còn hôm nay thì Cường chỉ hướng dẫn sử dụng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái chìa khóa này trước. Thì trên cái chìa khóa này thôi chúng ta sẽ có vài cái tính năng sử dụng sau đây. Này là mở khóa, khóa, bấm hai lần là mở cốp. Ngoài ra chiếc xe này nó có những cái tính năng như đề nổ từ xa, gập gương tự động là những option làm thêm. Và cái tính năng lên xuống kính tự động 4 cửa luôn á, thì cái đó là option có sẵn trên xe. Thì bây giờ Cường sẽ hướng dẫn sử dụng từng option một. Đầu tiên sẽ là đèn nổ từ xa. Với cái chìa khóa này chúng ta chỉ cần bấm 3 lần liên tục cái nút khóa này, chúng ta sẽ đèn nổ từ xa. 1, 2, 3. Các bạn đợi 3 giây. Đó, các bạn có thể nghe được cái tiếng động cơ nó đèn nổ ha. Ngược lại muốn tắt thì chúng ta cũng chỉ làm ngược lại thôi, bấm 3 lần liên tục cái nút khóa. 1, 2, 3. Rồi, như vậy là đã tắt. Và tính năng gập gương tự động, thì các bạn thấy cái gương nè, khi mà chúng ta bấm nút khóa, gương sẽ tự động gập vào. Đây là một option làm thêm. Mở khóa, gương sẽ tự động mở ra. Và giả sử như có một cái cửa nó đóng chưa kín thì lúc này các bạn gập gương nó sẽ không gập vào nha. Mà lúc đó các bạn hãy đi kiểm tra một vòng con xe xem cửa nào đang mở, đang hở hay chưa. Đóng kín hoàn toàn lúc đó các bạn gập gương lại thì nó sẽ chắc chắn là gập lại, và lúc này các bạn thấy gương nó gập rồi là chắc chắn xe của bạn đã được khóa kín. Và cái tính năng tiếp theo Cường muốn chia sẻ đó là lên xuống kính tự động. Thì bây giờ xe của mình đang khóa nha, bây giờ các bạn muốn hạ kính xuống bật đồng loạt 4 cửa kính để hạ nhiệt tức thời á, các bạn bấm một lần nút mở khóa, lần thứ hai bấm giữ 5 giây. 1, lần thứ hai giữ 5 giây, 4 kính sẽ tự động hạ xuống. Và ngược lại muốn lên kính á, thì bấm khóa một lần, lần thứ hai giữ 5 giây. Đó, sẽ lên kính. Đó là về tính năng của chìa khóa. Tiếp theo là mở cốp. Mở cốp chúng ta có thể bấm 2 lần liên tục trên cái nút của cái chìa khóa này. Đây, ví dụ như bấm 2 lần. 1, 2. Cốp sẽ tự động mở. Ngược lại bấm 2 lần, nó sẽ xuống luôn. Đây, bấm 2 lần. Nó sẽ gập xuống. Và còn có một vài cách mở cốp. Ví dụ như là bấm cái nút trực tiếp ở đây, nút trực tiếp của cốp nè, hay là mở trên vị trí người lái. Và cách thứ tư đó là đá cốp. Thì đá cốp các bạn cầm chìa khóa trong tay, các bạn đá cốp, đá nhẹ nhàng, tốc độ đá vừa phải, không nhanh quá, không chậm quá, thì cốp sẽ lên xuống rất là nhẹ nhàng.
Và cái vị trí cảm biến nó nhạy nhất á, sẽ là nằm ở giữa nha các bạn. Rất nhẹ nhàng các bạn. Đó là về riêng cái chìa khóa này thôi ha. Riêng cái chìa khóa này đã có rất là nhiều tính năng rồi. Thì mong anh Dũng là sẽ nhớ được hết. Còn bây giờ khi muốn bước vô xe, thì giả sử xe bây giờ đang khóa nha các bạn, thì khi bước lên xe các bạn chỉ cần bỏ chìa khóa trong túi thôi, không cần phải bấm nút gì hết á. Bấm thì cũng được thôi nhưng mà không cần thiết phải bấm, cứ để chìa khóa trong túi. Lại gần, các bạn sọt tay vô là xe sẽ tự động mở nha các bạn. Đó, sọt tay vô là tự động nó mở khóa rồi. Hoặc là muốn khóa thì các bạn bấm, đó là nó khóa. Tức là chìa khóa thông minh Smart Key không cần phải bấm nút nha các bạn. Đó, sọt chạy vô là nó mở. Còn bây giờ khi vô trong xe thì Cường sẽ hướng dẫn anh Dũng sử dụng tất cả các nút bấm trên chiếc xe này. Đầu tiên sẽ là lên xuống kính, lên xuống bốn cửa này tương ứng với lại bốn vị trí. Rồi là khóa cái cửa kính lên xuống cho những cái hàng ghế phía sau. Mở khóa trung tâm. Khóa trung tâm dưới này thì có mở đèn sương mù phía trước nè, mở đèn sương mù phía sau nè. Đây là cái cụm điều khiển của cái đèn pha, gạt con nấc là đèn đề mi, đèn cốt và đèn tự động. Và dưới này có một cái núm điều chỉnh cái góc chiếu của đèn cốt 1, 2, 3, 4 tương ứng với lại chế độ cao thấp, 1 là thấp nhất, 4 là cao nhất. Đây là điều chỉnh cộng trừ, ở đây là điều chỉnh cái cường độ ánh sáng của cái màn hình bên trong trung tâm này, cộng trừ ha, tăng giảm độ sáng. Còn cái này là mở cái cốp ở phần phía sau. Và đây là điều chỉnh gương, gập gương này các bạn, gập gương mở gập nè, là điều chỉnh cái lòng gương ở bên trong, gạt qua bên trái điều khiển bên trái, gạt qua bên phải điều khiển bên phải. Đó, điều chỉnh bốn hướng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cần, cái này cũng đơn giản thôi. Xi nhan trái, xi nhan phải, đá pha, bật đèn pha. Còn đây là có một cái núm, cái núm này là điều khiển cái chế độ là cảnh báo lật làn đường. Thì trên 65 km/h các bạn muốn kích hoạt cái chế độ này, các bạn bấm cái là nó sẽ hiển thị cái làn đường bên trong nè. Đó, thì nó sẽ giữ làn đường cho chiếc xe của chúng ta. Đó, tắt là tắt này. Đó, qua cái cụm bên phải này chúng ta sẽ có cái này là gạt về hướng của người lái, là phun nước rửa kính ở phía trước, gạt về phía trước là phun nước rửa kính ở phía sau, gạt xuống một nấc là gạt mưa một lần, gạt lên một nấc là cái chế độ này đang là chế độ gạt mưa tự động, tức là trời mưa xe sẽ tự động gạt mưa. Gạt lên một lần nữa tức là điều chỉnh cái tốc độ bằng tay, gạt lên nấc nữa là nhanh nhất. Đó, đây nó tương ứng nè, gạt xuống lần là gạt một lần nè, đây là tắt nè, lên là gạt tự động nè, rồi là lên là gạt chậm nè, lên cái nữa là gạt nhanh nè. Đó, và cái này là điều chỉnh cái cảm biến gạt mưa, cái cảm biến, cái độ nhạy của cảm biến gạt mưa các bạn, nó sẽ có vừa vừa nhạy nhất. Còn đây là cái điều chỉnh của cái tốc độ gạt mưa ở phần phía sau, đằng sau nha các bạn, gạt mưa ở phần phía sau á, đây gạt chậm nè, gạt nhanh nhất nè, có hai nấc ha, như vậy là tắt. Còn ở trên vô lăng thì có rất là nhiều cái nút bấm. Ở đây là cái cụm điều hướng của cái màn hình ở phía trong này, nó sẽ hiển thị rất là nhiều cái thông tin. Các bạn bấm lên xuống là nó sẽ hiển thị rất là nhiều cái thông tin ở đây. Còn để can thiệp sâu bên trong cái màn hình này, Cường mời các bạn tìm hiểu cái video, Cường để đường link ở bên dưới. Cường hướng dẫn chi tiết sử dụng cái màn hình, riêng cái phần màn hình này thôi Cường cũng đã mất một tiếng để hướng dẫn các bạn rồi. Nó rất nhiều tính năng ở trong cái phần màn hình nhỏ này. Còn ở dưới này chúng ta sẽ có ga tự động, cruise control, giữ khoảng cách và giới hạn tốc độ. Đầu tiên, để ví dụ như các bạn đang chạy 60 km/h, các bạn muốn ga tự động 60, các bạn bấm nút can ở đây một cái, sau đó các bạn bấm nút cộng hoặc trừ thì nó sẽ set up ngay cái tốc độ mà các bạn đang chạy. Hoặc là các bạn có thể điều chỉnh bằng tay lên xuống 61, 62, 63, 64, giảm xuống 59, 58, 57 gì đó. Còn cái này là giữ khoảng cách nè. Cái nút này là giữ cho cái khoảng cách nó xa ra, còn nút này là giữ khoảng cách nó gần lại. Còn đây là giới hạn tốc độ. Ví dụ như các bạn muốn set giới hạn 40, các bạn đang chạy 40, các bạn bấm cái, các bạn bấm nút cộng hoặc trừ, nó sẽ set 40. Lúc đó các bạn muốn lên tăng giảm thì các bạn tùy ý. Ở bên này là cái cụm điều hướng của cái màn hình nhỏ bên trong này. Điều hướng của màn hình nhỏ bên trong này, bên trong này cũng rất là đơn giản thôi. Còn đây là ra lệnh bằng giọng nói nè, nghe gọi điện thoại nè, volume âm lượng nè, chuyển bài hát vân vân. Còn về cái màn hình này thì Cường sẽ hướng dẫn sử dụng cơ bản sau. Đây là giải trí nè, điều hòa nè, điện thoại nè, dẫn đường nè, ứng dụng nè. Nói chung này bằng tiếng Việt hết rồi, cũng có đâu có gì đâu rồi hướng dẫn đâu các bạn. Khi nào nó tiếng Anh thì còn hướng dẫn cái này tiếng Việt hết rồi. Rất đơn giản để mà xài ha. Và là phần phía dưới này,
chúng ta sẽ có là nghe đĩa CD này, ra đĩa này, chuyển bài hát này, điều hòa của vùng bên trái, nhiệt độ của vùng bên phải, tốc độ quạt gió, sấy kính phía trước, sấy kính tức thời, sấy kính phía sau, điều hòa tự động, làm lạnh hoặc là không làm lạnh, làm lạnh tức thời, và đây là lấy gió trong. Ở dưới này là tắt điều hòa, sấy kính ở sấy ghế ở bên trái, sấy ghế ở bên phải. Ở dưới này chúng ta sẽ có hai cổng USB 1, 2 để nghe nhạc. Còn dưới này sẽ có cái nút để tắt cái cảm biến phía trước này các bạn, tắt cảm biến phía trước này, rồi là hỗ trợ đỗ xe chủ động là tìm điểm đỗ nè, tắt cân bằng điện tử USB nè, khóa wifi cầu sau nè, chế độ hai cầu chậm nè. Còn cái núm này sẽ là 4 chế độ lái bình thường, chế độ lái đường tuyết, đường cỏ, đường sỏi, nói chung đường trơn trượt á. Còn đây là chế độ đường bùn lầy, đường mà bánh xe của chúng ta bị lún nhiều. Còn đây là đường bóp bân đó các bạn, đường đá học nhiều á, thường xuyên có cái tình trạng là có một cái bánh xe nó bị bân lên đó. Còn ở phần phía trên vô lăng này, vô lăng này chúng ta sẽ có một cái cộng trừ ở đây, cộng trừ ở đây là điều khiển cái số các bạn, cái số á. Ví dụ như đang chạy các bạn muốn về số thì các bạn bấm cái nút này để về số, hoặc là qua cái chế độ sport á, thì các bạn có thể hoàn toàn là điều khiển số bằng tay luôn, chế độ bán tự động. Còn ở phía bên trên này cũng rất đơn giản thôi, đèn bên trái này, đèn bật đèn tất cả này, hoặc là mở đèn tự động này, mở cửa là đèn sẽ tự động sáng này, hoặc là kéo cái rèm che nắng của cửa sổ trời nè, đèn bên phải nè, cái này là mở cửa sổ trời nè, đóng mở cửa sổ trời nè. Đó, trên này thì rất là đơn giản, nhìn là hiểu rồi. Ở hàng ghế thứ hai thì xe này mới chưa giao cho nên là cần chưa lột ni lông. Ở hàng ghế thứ hai thì có cái cổng sạc 150W 230V ở đây, một cái tẩu 12V ở đây, và một cái điều chỉnh cái tốc độ quạt gió của cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Ở phần đằng sau cốp sẽ có vài cái nút, đầu tiên sẽ là nút của cái ghế các bạn, ghế điện đó, bấm thang đây, gập ghế bên trái bên phải này. Ghế hàng ghế thứ ba gập hoàn toàn bằng điện, rất đơn giản. Còn cái này là tẩu 12V. Hàng ghế thứ ba thì chỉ có vài cái nút vậy thôi. Như vậy là xong, Cường đã hướng dẫn anh Dũng và quý khách hàng của Cường cách sử dụng chiếc xe Ford Everest Biturbo 2 cầu. Và nó lên thêm vài cái option thôi, thì nó chỉ khác nhau một xíu cái cách sử dụng thôi. Còn lại thì cơ bản 80% nó vẫn giống như nhau. Thì qua video này Cường hy vọng là anh Dũng xem xong sẽ biết cách sử dụng chiếc xe Ford Everest của mình nè. Hay là quý khách hàng đang có cái nhu cầu mà mua xe thì cũng biết được cái cách sử dụng nó sẽ như thế nào. Cường cảm ơn quý khách hàng rất nhiều và cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ. Và nếu có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.